Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Gido phát được sản xuất tại Hamedi. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Zidofat cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của Metin Methylprednisolone 16mg Dạng bào chế Dạng viên nén Công dụng và chỉ định của Metin Methylprednisolone được chỉ định trong liệu pháp không đặc hiệu cần đến tác dụng chống viêm và giảm miễn dịch của glucocorticoid đối với viêm khớp dạng thấp. Lupus ban đỏ hệ thống, một số thể viêm mạch, viêm động mạch thái dương và viêm quanh động mạch nốt, bệnh sa hen phế quản, viêm loét đại tràng mạn, thiếu máu tan máu, giảm bạch cầu hạt và những bệnh dị ứng nặng bao gồm cả phản vệ. Methylprednisolone còn có chỉ định trong điều trị hội chứng thận hư nguyên phát. Cách dùng và liều dùng của Zidofat Cách dùng. Thuốc dùng đường uống. Liều dùng. Cơn hen cấp tính, methylprednisolone 32 đến 48 mg mỗi ngày trong 5 ngày, sau đó có thể điều trị bổ sung với liều thấp hơn trong 1 tuần. Khi khỏi cơn cấp tính, methylprednisolone được giảm dần nhanh. Viêm khớp dạng thấp, liều bắt đầu là 4 đến 6 mg methylprednisolone mỗi ngày. Trong đợt cấp tính, dùng liều cao hơn, 16 đến 32 mg trên ngày, sau đó giảm dần nhanh. Viêm khớp mạng tính ở trẻ em với những biến chứng đe dọa tính mạng đôi khi dùng metin trong liệu pháp tấn công, với liều 10-30mg đến trên kg trên đợt, thường dùng 3 lần. Hội chứng thận hư nguyên phát bắt đầu dùng những liều metin hàng ngày 0,8-1,6mg trên kg trong 6 tuần, sau đó giảm dần liều trong 6-8 tuần. Thiếu máu tan máu do miễn dịch, uống 64mg trên /ng ngày, trong 3 ngày sau đó giảm liều dần trong 6 đến 8 tuần. Bệnh sacoi, metinprednisolone 0,8 mg trên kg trên ngày để làm thuyên giảm bệnh, dùng liều duy trì thấp 8 mg trên ngày. Chống chỉ định của Zidofat Mẫn cảm với một trong các thành phần của thuốc Nhiễm khuẩn nặng, trừ sốc nhiễm khuẩn và lao màng não Thương tổn da do virus, nấm hoặc lao Đang dùng vaccine virus sống Lưu ý khi sử dụng Zidofat. Thận trọng với người loãng xương, người mới nối thông mạch máu, rối loạn tâm thần, loét dạ dày, loét tá tràng, suy tim, đái tháo đường, tăng huyết áp, trẻ đang lớn, người cao tuổi, phụ nữ có thai. Suy thượng thận cấp có thể xảy ra khi ngừng thuốc đột ngột sau thời gian dài điều trị hoặc khi có stress. Khi dùng liều cao có thể ảnh hưởng đến tác dụng của tiêm chủng vaccine sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú. Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú tham khảo ý kiến bác sĩ. Sử dụng cho người lái xe và vận hành máy móc. Không dùng thuốc. Tác dụng phụ của Zidofat. Thường gặp, mất ngủ, thần kinh dễ bị kích động, tăng ngon miệng, khó tiêu, rậm lông, đai tháo đường, đau khớp, đục thủy tinh thể, glaucom, chảy máu cam. Ít gặp, chóng mặt, cơn co giật, loạn tâm thần, u giả ở não, nhức đầu, thay đổi tâm trạng, mê sảng, ảo giác, sảng khoái, phù, tăng huyết áp, trứng cá, teo da. Hội chứng cơ sinh, ức chế trục tuyến yên thượng thận, chậm lớn, không dung nạp gluco, giảm kali huyết, nhiễm kiểm, vô kinh, giữ nát chi và nước, tăng gluco huyết. Loét dạ dày, buồn nôn, nôn, trướng bụng, viêm loét thực quản, viêm tụy, yếu cơ loãng xương, gãy xương, phản ứng quá mẫn. Thông báo cho bác sĩ các tác dụng phụ không mong muốn khi sử dụng. Tương tác. Methylprednisolone là chất gây cảm ứng enzyme cytochrome P450 và là cơ chất của enzyme P4503A, do đó thuốc này tác động đến chuyển hóa của cyclosporin, erythromycin, phenobarbital, phenytoin, carbamazepine, ketoconazole, rifampicin phenytoin, phenobarbital, rifampicin và các thuốc lợi tiểu giảm kali huyết có thể làm giảm hiệu lực của methylprednisolone. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Zidofat, đồng thời biết cách sử dụng Zidofat sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham